Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Kalam nhận được 4.750.000 đồng token BUGG Finance. Kèo này đã được list sàn Hotbit nha. Rồi, một số thông tin về đồng token này. Số tổng vốn phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 5.677 lượt giao dịch, đã phát sinh 10.275 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website karama.net, link truy cập website được mình đặt ở phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract, các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Ở đây mình đã thêm rồi nhé. Các bạn thêm thì các bạn nhấp vào thêm đây, nhấp vào đây, dán địa chỉ hợp đồng đây vào đây và thêm thôi. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví này thì các bạn quay trở lại website karama.net, truy cập vào bước 2 thì nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào liên kết đây giúp mình nhé, để liên kết với ví. Sau đó các bạn nhấp vào chọn vào ví của các bạn nhé. Ở đây mình sử dụng ví MetaMask, mình sẽ kết nối với ví MetaMask nhé. Nhấp tiếp theo và kết nối với ví. Rồi sau khi đã được kết nối với ví thì các bạn nhấp vào đây nhận airdrop. Khi ra là 0,00021 USDT, nhấp xác nhận. Web nó sẽ hiển thị ra các thông báo là máy đang hỗ trợ giao dịch nhé. Các bạn vô đồng chờ đấy. Mình đã hướng dẫn các bạn cách để Kalam nhận được 4.750.000 đồng token BUGG Finance. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website karama.net nha, để cập nhật những video mới nhất, những cái dự án, những kỹ thuật của token mới nhất của mình cập nhật lên web hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản các sàn giao dịch như Binance, bạn vào đây đăng ký có thể được hưởng 1% giao dịch chợ đời nhé, và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác ở đây Metalo, XC, Epic, Hobby, CoinX, BuyMark và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác các bạn thường vào đây để đăng ký ủng hộ kênh. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh của YouTube của mình để cập nhật những video và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải lên, để không bỏ lỡ một cái cơ hội tham gia miễn phí trượt thưởng tuần này nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.